Shop công nghệ số alo.vn, xin chào bạn. Hôm nay thì bên mình mới có một dòng sản phẩm. Dòng này là dòng in laser in khổ giấy A3, nhìn rất là đẹp. Con này thì thiết kế bề ngoài nhựa màu đen, nhựa bóng, nhìn rất đẹp. Đây là tên sản phẩm, thương hiệu của HP LaserJet Pro M706L. Cái sản phẩm này thì sử dụng khổ giấy tối đa là khổ giấy A3. Giấy A3 này, cái khay giấy của nó đây, rất là đẹp. Đây giấy của nó. Cái giấy này ấy, thì có thể căng nhất là sử dụng là khổ giấy A3 này. Có thể kéo vào dùng khổ giấy hơn nhà khổ giấy A4, A5. Giờ mình sẽ để vào, mình in cho bạn thử xem sản phẩm này. Cái dung tích của khay giấy này thì nó có thể chứa lên tới là 250 tờ giấy A3, A4, A5, nhìn rất đẹp. Cái này thì dùng cái hộp mực rất là to, hộp mực máy đây. Cái này thì sử dụng hộp mực là hộp mực 93A. Cái hộp mực này ấy, thì cái độ che phủ mực của nó là 5%, và cái dung tích mực của nó có thể in được là 12.000 trang, in rất là nhiều. Cái máy này thì thiết kế ra để in tài liệu văn bản nhiều nữa. Thì cái tốc độ in của máy thì cũng rất là cao. Máy này thì in độ in của nó là 35 trang trên 1 phút. Máy này thì chỉ in laser một mặt thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành in thử cái sản phẩm này. Okay. 35 trang trên 1 phút rất là nhanh. Độ phân giải tiêu chuẩn của máy này cho ra là 1200 dpi. Đây mình in thử một cái văn bản này, nhìn rất là rõ nét, rất đẹp. Cái sản phẩm này thì nó có hỗ trợ một cái cổng kết nối USB là 2.0, có thể giúp chúng ta hỗ trợ kết nối với mọi hệ điều hành Windows. Thứ hai là một cái cổng kết nối mạng NAND. Cái cổng mạng NAND này thì nó cho phép chúng ta kết nối với mạng nội bộ, giúp cho nhiều máy tính có thể kết nối. Đúng, rất là hay, độ in cao, rất là rõ nét. Cái sản phẩm này thì bên mình hiện tại đang bán lại tất cả các sàn thương mại điện tử, là cái sàn Shopee, Lazada, Sen Đỏ. Bên mình còn một cái trang web nữa là trang web alo.vn, bên mình cũng bán ở trên ý. Thì mình sẽ để link cái sản phẩm này ở dưới phần mô tả. Bạn nào quan tâm, bạn có thể kích vào và tham khảo, hoặc các bạn có thể điện cho số điện thoại là 0915 46 40, cái hotline bên mình nhé, để có thể được biết thêm chi tiết về sản phẩm này nhất. Hoặc các bạn để qua trực tiếp địa chỉ là số 38D, Đường Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, để có thể xem máy. Máy rất đẹp.